Một trong đề tài thú vị khác của Photoshop đó chính là tẩy mụn, tàn nhang, vết thẹo cho ảnh gần số. Ví dụ cô gái trên màn hình, cô gái này trên màn hình chúng ta thấy rằng là mụn hơi bị nhiều. Giờ để tẩy mụn cô gái này chúng ta sẽ dùng công cụ là Patool. Patool đây, công cụ Patool, công cụ là phím G. Chúng ta sẽ cách làm như sau: chúng ta sẽ khoanh trên vùng có mụn và chúng ta sẽ kéo ra bên ngoài. Chúng ta sẽ tương tự, chúng ta làm như vậy cho tất cả phần trên mặt thì toàn bộ cái mụn trên mặt của cô gái nó sẽ biến mất. Đó, chúng ta sẽ thay bác sĩ thẩm mỹ làm việc này rất là đơn giản, phải không các bạn? Đó, chúng ta sẽ khoanh, ta kéo ra, ai càng nhanh tay thì nó sẽ càng càng đẹp. Đấy, chúng ta sẽ xử lý hết toàn bộ như thế này. Đó, thấy không ạ? Đó. Và chúng ta có thể xử tiếp những cái phần khác, chẳng hạn như những cái sợi tóc con trên mặt của cô gái. Đây, tóc con nó loe hoe dính đây, chúng ta có thể sao, chúng ta khoanh cái vùng này, kéo ra ngoài cái là mất. Cái công cụ này là tác dụng nó là nó sẽ làm đi mất tất cả những cái sao chép vùng ảnh này, ta thay vùng ảnh khác. Chúng ta sẽ khoanh từ từ như thế này, nó sẽ mất toàn bộ phần mụn trên mặt của nhân vật. Nếu như chúng ta nhanh tay sẽ làm nhanh, còn nếu chậm thì các bạn cứ từ từ mà làm, không cần gấp gáp như tôi đâu. Khi mà nó báo như thế này có nghĩa là no pixel, nghĩa là chúng ta chọn nhanh quá, nó không có pixel nào, không phải báo lỗi gì cả. Đây, bây giờ các bạn xem nha, sau ban đầu thì cái mặt của nhân vật nó đã mất tiêu cái mụn rồi, bây giờ có những chỗ linh tinh thế này mất mụn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm láng, là sẽ cài da cho nhân vật này. Muốn cài da cho nhân vật chúng ta sẽ nhấn F7, chúng ta sẽ nhân bản cái lớp này một lớp, nhân bản một lớp như thế này. Trên lớp copy chúng ta dùng lệnh filter noise, chúng ta chọn là median, chúng ta cho cái độ median khoảng cỡ 3 đến 4 pixel hoặc là 2 cũng được, tùy chúng ta thấy nào da nó mịn thì thôi dùng 2 pixel. Thấy cái ảnh nó sẽ mờ đi, nó sẽ mờ đi nhưng mà nó được cái nó mịn. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý trên cái lớp ảnh này như thế này. Chúng ta sẽ chọn cho nó cái công cụ là erase tool, nó để độ dài khoảng cỡ 50%. 50%. Chúng ta sẽ bóp cho nó nhỏ lại và chúng ta sẽ xóa trên những cái vùng lớp trên nè. Ta xóa vào những cái chỗ như là chân mày, như là mắt, mắt của nhân vật, như là lỗ mũi nhân vật, cái miệng, răng, nó sẽ rõ lại nét cho các bạn thấy. Phần lỗ tai và những phần như trang sức trên nhân vật đây. Tóc của nhân vật. Thì động tác vừa rồi chúng ta xóa đi chi để cho nó mất mất đi những cái phần nó không cần thiết mà chúng ta cần xử lý da. Tôi sẽ làm xong sẽ bật cho các vị xem nó sẽ như thế nào nha. Tôi sẽ lấy lại những chi tiết như là đồ trang sức nè, nón nè, quần áo cho nhân vật nè. Mà cứ làm nhanh tay không cần phải sợ gì cả. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào công cụ giọt nước, chúng ta sẽ tỉa vào những cái phần trên da nó sẽ mịn, chúng ta thấy nó rất là mịn màng. Đây, thật ra chúng ta vừa làm động tác gì các bạn, chúng ta chẳng qua ta xóa phần trên, ta chỉ lấy phần da của nhân vật và các chi tiết lấy phần dưới, như thế là ảnh ban đầu như thế này, xử lý xong da nó mịn hơn. Bây giờ để xem toàn cảnh là tác dụng của cái việc mà ta làm nãy giờ nó có khác gì đó với cái ảnh gốc ban đầu hay không. Chúng ta sẽ nhân bản ảnh này ra một lớp, chúng ta sẽ để này qua đây để so sánh. Chúng ta sẽ trở về cái này, cái ảnh ban đầu chúng ta sẽ nhấn lệnh revert. Ta thấy ảnh ban đầu nó rất là xấu xí thế này. Đây, sau khi xử lý nó sẽ ra đẹp như thế này. Như thế nha, chỉ cần vài động tác đơn giản ta đã tẩy mụn, cà da cho nhân vật trong nháy mắt. Và các bạn cứ thế mà các bạn làm không phải sợ gì cả. Đây chính gọi là làm thẩm mỹ cho ảnh khi được số.